Thôi rồi. Bác bao nhiêu mà? Chỉ miệng cho bác. Thì mai mai anh bảo là chuyển tiền thì cứ đóng gói vào cho anh. Ừ. Đóng sẵn vào. Rồi ok. Sau đó nó chuyển tiền thì chú ra nó chuyển tiền nổ tiền thì chú cho là xe hôm chở ra ra là đến xe nước ngầm hay là đến xe làm gì đấy. Vâng. Là nước ngầm đó. Nói chung là giao bên xem kia thì nó rất nhiều xe. Ừ, đẩy xe Việt Nam. Đây mà. Đấy thì đây thực sự là trời rất mưa các bạn ạ. Đấy, Hà Nội thì bây giờ là 5 giờ chiều. Hơn giờ. Hơn 5 giờ chiều rồi, gần 6 giờ chiều rồi. Đấy, các bạn thấy là mưa tầm tã luôn. Như là có bác khách hàng lại tiếp tục lần hai đi mua máy điều hòa, con điều hòa VIP 16.000 view, chuẩn bị con này đi vào thành phố Hồ Chí Minh cho con trai bác này. Đấy thì cũng một lần nữa rất là cảm ơn anh em rất là tin tưởng và ủng hộ cho em. Vậy cô bác anh chị nào có nhu cầu về điều hòa thì liên hệ với em nhé. Em bán điều hòa thì nó cũng là quanh năm, bởi vì cái cuộc sống bây giờ nó rất là thiết yếu với tất cả mọi người. Thì miền Bắc của chúng ta thì cũng là cuối vụ của vụ nóng rồi, nhưng mà cũng sắp sang mùa đông thì cái nhu cầu về, bởi vì cái dòng điều hòa của Nhật thì thường là hai chiều thì chúng ta có thể dùng về mùa đông rất là hợp lý. Ở những cái ngày mưa rét anh em đi làm về, những cái ngày rét quá thì chúng ta bật phòng lên thì rất đủ sức khỏe, rất tốt để hôm sau chúng ta có cái sức khỏe tốt để chúng ta tiếp tục đi làm việc. Mỗi người một công việc, mỗi người một cuộc sống khác nhau. Nhưng tuy nhiên thì cái nhu cầu thiết yếu cuộc sống thì bác nào có nhu cầu thì như thế. Còn ở miền Nam thì nắng thì quanh năm rồi các bác ạ, nên em bán thì gần xa các tỉnh lân cận cũng như là miền Trung, miền Nam thì được mọi người ủng hộ em. Đấy, thì bác nào có nhu cầu về điều hòa thì liên hệ. Và một lần nữa thì rất là cảm ơn bác. Bác tên gì quên nhỉ? Tên Pha. Pha, anh Pha. Ôi nhiều khách hàng quá không nhớ được. Đấy, anh Pha lại một lần nữa đến ủng hộ cho em. Vâng, bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em nhé. Vâng, xin chào các bác.